Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Tuyển Văn Hóa. Trong một phiên live stream cùng Võ Tân Phát vào ngày 10 tháng 10, Lê Dương Bảo Lâm đã có hành động gây tranh cãi trên mạng xã hội. Cụ thể, khi bán mặt hàng thực phẩm để chứng minh đồ ăn ngon, Lê Dương Bảo Lâm đưa lên miệng nhai rồi bón cho Võ Tân Phát. Nhiều khán giả lập tức phản ứng, cho rằng nam diễn viên quá đà khi cố tình làm trò để gây sự chú ý. Hành động của Lê Dương Bảo Lâm không chỉ được cho là mất vệ sinh, có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của đồng nghiệp, mà còn bị chỉ trích là lố lăng và phản cảm. Gì chứ này thì không bênh được, lại là đồng nghiệp nam với nhau, khó coi lắm. Lê Dương Bảo Lâm toàn những trò lố lăng. Lê Dương Bảo Lâm mất lịch sự quá, lại cứ nghĩ như thế là hài. Không thể lấy đây làm trò đùa được đâu, vì nhiều nguy cơ lây nhiễm bệnh qua đường nước bọt. Xem mà buồn nôn, cố tỏ ra hài hước mà ngày càng lố. Miếng hài gì kỳ vậy, nên tẩy chay vì những chiêu trò kiểu này. Đừng nghĩ mình là diễn viên hài thì làm gì cũng gây cười, chỉ thấy buồn nôn thôi. Bây giờ đến các mẹ còn chẳng bón cơm cho con. Đằng này đây, lại là một người đàn ông bón cơm cho một người đàn ông khác. Tội nghiệp Võ Tân Phát. Liên tục xuất hiện trong những game show thu hút hàng triệu lượt xem, hoạt động mạng xã hội rất sôi nổi, góp mặt tại nhiều buổi live stream bán hàng, Lê Dương Bảo Lâm đã trở thành khuôn mặt quen thuộc của công chúng dạo gần đây. Song song với sự yêu mến của nhiều khán giả vì quá hoạt ngôn, Lê Dương Bảo Lâm thường xuyên vướng vào những tranh cãi vì những phát ngôn, hành động được cho là phản cảm, kịch cỡm và đôi khi thiếu kiểm soát. Người ta nói rồi, lần nào anh cũng xin lỗi khán giả, xin hứa rút kinh nghiệm và rồi một trò lố bịch hơn lại ra đời. Lần này thì xem chừng anh cũng định áp dụng công thức ấy chăng? Cụ thể Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ, có nhiều trang lên nhắc tới Lê Dương Bảo Lâm sẽ nghĩ tới ồn ào, tranh cãi, trò lố lăng. Theo thống kê, toàn làm trò. Ai chưa thích tôi, theo dõi tôi một ngày thôi. Cho tôi cơ hội một ngày thôi là mê tôi liền. Năng lượng tích cực vui vẻ, phải kiếm tôi mọi người ơi. Song nhiều người cho rằng đã đến lúc Lê Dương Bảo Lâm nên thận trọng, kiểm soát hơn trong phát ngôn và hành động. Vui thôi, đừng vui quá, để tránh làm hình ảnh bị ảnh hưởng tiêu cực cho mắt công chúng. Không phải bất cứ màn pha trò đùa giỡn nào ở chỗ công cộng, nhiều người theo dõi cũng là phù hợp. Về chuyện bón đồ ăn cho Võ Tân Phát gây phẫn nộ những ngày vừa qua, Lê Dương Bảo Lâm cho biết đó là tiểu phẩm Mẹ Bón Cơm Cho Con, trong đó anh sẽ hóa thân thành người mẹ. Nam diễn viên chia sẻ, như thường lệ, Võ Tân Phát sẽ từ chối nhưng trong live stream lại đồng ý ăn nên xuất hiện ý kiến trái chiều. Lê Dương Bảo Lâm sau đó đã lên tiếng gửi lời xin lỗi tới khán giả. Để tả lỗi với Võ Tân Phát, Lê Dương Bảo Lâm cho biết dự án nào sau này cũng sẽ yêu cầu có anh bên cạnh. Xin lỗi cộng đồng mạng vì làm mọi người khó chịu. Riêng Phát, tôi có chuộc lỗi bằng cách dự án TVC và live stream nào đều mong muốn Phát. Có Phát thì tôi mới nhận, mà không có Phát thì tôi cũng không nhận luôn. Mọi người yên tâm, tôi rất thương Phát. Dự án nào tôi cũng yêu cầu có Phát bên cạnh. Cảm ơn những lời góp ý của mọi người. Hẹn gặp cả nhà phiên live sau, mình sẽ trọn vẹn hơn nha. Ít hôm trước, Lê Dương Bảo Lâm còn tự khui lại quá khứ. Quá khứ tôi tệ lắm. Tuổi trẻ bồng bột, khờ dại, vạ miệng, muốn nói gì thì nói không suy nghĩ. Và rồi cuối cùng đời cũng dạy, tôi nghĩ sai lầm là một phần của cuộc sống. Chúng ta ai cũng sẽ phạm lỗi vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời. Điều khiến người thành công và kẻ thất bại khác biệt chính là ở khả năng nhận ra bài học sau khi vấp ngã và ghi nhớ để không bao giờ lặp lại lần thứ hai. Cảm ơn mọi người đã cho tôi cơ hội sửa sai, nên mới có một Lê Dương Bảo Lâm luôn nhiệt huyết và hoàn hảo nhất có thể. Ngoài đem lại tiếng cười, tôi cũng cố gắng sửa sai bằng cách chia sẻ yêu thương đến những người xung quanh. Mong mọi người nhẹ nhàng và cho cơ hội với những đứa từng mắc sai lầm nhiều như tôi. Lê Dương Bảo Lâm là quán quân Cười Xuyên Việt 2015. Trước khi được nhiều người biết đến như hiện tại, Lê Dương Bảo Lâm từng làm đủ các công việc như múa lửa, diễn xiếc, đóng MV và đặc biệt là live stream bán hàng cùng vợ con. Biệt danh Thánh live stream cũng từ đó mà ra. Không thể phủ nhận nghị lực vừa lên thoát nghèo, vượt qua những khó khăn của cuộc sống của Lê Dương Bảo Lâm là rất đáng khâm phục. Nhiều người trong quá khứ từng coi thường, cho rằng cả đời anh chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng bằng quyết tâm không ngừng nghỉ, diễn viên hài này đã có một vị thế nhất định. Tuy nhiên với nhiều khán giả, càng ngày anh càng trở nên mất kiểm soát. Trong giai đoạn live stream đó, Lê Dương Bảo Lâm đối mặt với nhiều sóng gió. Nguồn cơn là do anh hay xù lông đáp trả, dùng mọi chiêu trò ồn ào để thu hút sự chú ý. Về sau này, Lê Dương Bảo Lâm từng chia sẻ, lúc đó trong nghề không ai mời tôi cứ tập trung live stream, lo cho vợ con đến mức phiền người ta. Sau đó tôi bị phản ứng và đốt chat lại. Một ngày nọ Facebook của tôi bị chặn. Tôi như giác ngộ, kiểu như đi diễn không ai mời, sống chỉ nhờ live stream thôi mà bị chặn. Tôi bị áp lực và không biết phải làm gì. Nhìn lại tôi thấy biến cố xảy ra cho giai đoạn đó là đúng. Nếu bây giờ tôi vẫn còn khờ dại như vậy thì chắc chắn hậu quả rất lớn. Khoảng 2 năm nay khi tôi nhẹ nhàng lại thì thấy cuộc sống thoải mái hơn. Ngày xưa tai họa ập đến liên tục là do cái tính, cái miệng của tôi và khiến tôi thấy mệt mỏi. Đến một lúc nào đó hoa sẽ nở. Khi mình nhận ra mọi thứ, sống chậm lại và trưởng thành hơn thì những điều tốt đẹp sẽ đến với mình. Gần đây showbiz Việt chứng kiến không ít những nghệ sĩ lên mạng xin lỗi. Đến mức
Có người nói vui, hình như có phong trào xin lỗi, cứ hở ra là lại xin lỗi. Xin lỗi cũng một bữa hai bữa thôi, chứ xin lỗi giết thấy ớn. Xưa xin lỗi là thật, giờ dùng từ xin lỗi để làm content bán hàng luôn. Đó là một vài những bình luận trên mạng xã hội. Là người của công chúng sở hữu những lượng fan đông đảo, trước khi phát ngôn, làm điều gì đó, thiết nghĩ những nghệ sĩ cũng nên có ý thức và tuân thủ những quy định, những quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Biết là lời nói thì chẳng mất tiền mua, nhưng dại gì không xin lỗi trước. Nhưng phải chăng, đừng biến lời xin lỗi trở thành một trò hề, xin lỗi giết thì lại thành thói, như tờ Hancock đã nhận định. Khi xin lỗi, điều quan trọng là phải truyền đạt sự chân thành của bạn thay vì viện cớ. Nhưng tất nhiên, sẽ là lý tưởng nhất nếu bạn không tạo ra bất cứ điều gì để phải xin lỗi. Đối với những người của công chúng, lời xin lỗi có thể ảnh hưởng đến hình ảnh, nghề nghiệp và tất nhiên là cả thu nhập của họ. Và đăng lời xin lỗi không có nghĩa tất cả những người nổi tiếng đều được tha thứ. Nhiều trường hợp, việc nói lời xin lỗi có thể gây ra những hậu quả và kết quả tiêu cực. Và thường thì vấn đề nằm ở cách nghệ sĩ trình bày lời xin lỗi. Theo tờ Express, những lời xin lỗi của người nổi tiếng cũng có thể là nơi chúng ta tìm thấy sự giả tạo. Nó được định nghĩa là một lời tuyên bố đội lốt lời xin lỗi. Ví dụ Will Smith trong bài phát biểu nhận giải Oscar của nam diễn viên chính xuất sắc đã xin lỗi Viện Hàn Lâm và các đồng nghiệp vì tát diễn viên hài Chris Rock. Will Smith tự bào chữa bằng những lời nói vô vị như tình yêu khiến bạn làm những điều điên rồ. Bác sĩ tâm thần người Mỹ Lazare giải thích trong cuốn sách về lời xin lỗi rằng để một lời xin lỗi có hiệu quả thì nó phải thành thật. Nó phải có 4 yếu tố thiết yếu: thừa nhận hành vi sai lầm, lời giải thích vì những gì đã xảy ra. Ở đây, bác sĩ nhấn mạnh quan trọng nhất là giải thích mà không bào chữa, bày tỏ sự hối tiếc và cuối cùng là lời đề nghị bồi thường. Chẳng hạn, hứa không mắc sai lầm tương tự trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại video câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên bấm subscribe kênh YouTube Tuyển Văn Hóa, nhớ bấm chuông để hàng ngày cập nhật và theo dõi những câu chuyện thú vị, những câu chuyện hot trên mạng xã hội ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ kinh tế, xã hội, giải trí. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của chúng tôi.